Sau một thời gian bị gián đoạn do tình hình dịch bệnh COVID-19 và thiên tai lũ lụt, năm nay huyện Hải Lăng sẽ tổ chức hội đua thuyền truyền thống vào ngày 18 tháng 3 sắp tới. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã được ban tổ chức và các đơn vị địa phương hoàn tất, sẵn sàng cho lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng. Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Hải Lăng năm nay đã thu hút 16 đội thuyền nam và 12 đội thuyền nữ đến từ 16 xã thị trấn tham gia tranh tài ở 9 giải đua. Trong đó, có 5 giải dành cho nam và 4 giải dành cho nữ. Lễ hội sẽ chính thức diễn ra vào ngày 18 tháng 3 sắp tới. Để chuẩn bị tốt cho lễ hội, suốt hơn một tuần nay, không khí chuẩn bị, luyện tập, tham gia hội đua thuyền đã được các địa phương trong huyện triển khai tích cực. Các đơn vị có điều kiện sông, hồ thì tập luyện tại địa phương. Riêng các đơn vị gần thị trấn Diên Sơn thì vận chuyển thuyền đua đến tập luyện tại hồ nước Chè. Thời gian vừa qua gián đoạn do dịch Covid nên giải đua truyền thống của huyện là nhiều năm là không tổ chức được, cho nên hôm nay là năm nay là tổ chức. Chúng tôi đơn vị xã Hải Lâm trong tuần vừa qua quyết tâm tập luyện để giành được giải cao trong giải đua thuyền truyền thống của huyện năm nay. Do bị gián đoạn nhiều năm nên lễ hội đua thuyền năm nay nhận được sự quan tâm chờ đợi của nhiều người dân trong huyện. Mặc dù chưa đến ngày diễn ra chính thức hội đua thuyền truyền thống, nhưng vợ chồng ông Lê Phước Vinh ở thôn Thường Xã Sài Thường vẫn thường xuyên có mặt tại hồ nước Chè, trung tâm huyện để cổ vũ, động viên tinh thần tập luyện của đội nhà. Mặc dù chưa đến cái ngày mà chính thức để đua thuyền, thế nhưng mà nhân dân xã Sài Thường chúng tôi đến đây để cổ vũ cho đội nhà với tinh thần đoàn kết, thể thao, đảm bảo cái sự trung thực và cố gắng vươn lên. Mặc dù có được giải hay không thì chúng tôi cũng rất là hoan nghênh và ủng hộ. Lễ hội đua thuyền ở huyện Hải Lăng đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp kỷ niệm ngày giải phóng huyện. Đây cũng là hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của huyện phát triển toàn diện, đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh văn hóa con người Hải Lăng. Với mục đích ý nghĩa đó, các địa phương trong huyện đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và sẵn sàng cho ngày hội đua thuyền. Thực hiện kế hoạch tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống của huyện nha và kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng huyện. Trong hơn một tháng qua, Ủy ban nhân xã Hải Thường đã tổ chức triển khai kế hoạch cho toàn thể người dân, được người dân đồng tình ủng hộ rất cao. Và xã đã tiến hành tuyển chọn trái đua, tổ chức tập luyện với tinh thần là xã hội hóa, được toàn dân cùng đóng góp để cho hỗ trợ cái trái đua trong dịp 19 tháng 3 sắp tới. Hiện nay, các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, khu vực bến thuyền tổ chức thi đấu, hậu cần phục vụ lễ hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân sẽ góp phần để lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Hải Lăng năm 2023 thành công tốt đẹp.